sở hữu ngay một bộ bàn ghế cẩm lai cột 14 với mức giá cực kỳ ưu đãi. Chốt đơn liền mọi người ơi. Và trước mắt mọi người chính là bộ bàn ghế cẩm lai nghê đỉnh 10 món cực kỳ hoành tráng và vừa được Sơn Đông đưa lên kệ bày bán vào sáng ngày hôm nay. Hàng mới, vân tuyển và đặc biệt là được đưa lên kệ vào đúng ngay dịp lễ 30 tháng 4. Và nếu mà mọi người chốt hàng ngay ở cái thời điểm hiện tại thì sẽ có thể được giảm lên tới 60 triệu đồng, giá cực kỳ tốt. Sơ lược về sản phẩm thì bộ này gồm có 10 món là một đoạn dài, một bàn chính, 4 ghế đơn, 2 đôn kẹp và 2 đôn ngồi. Chi tiết cụ thể từng món thì em sẽ để trên màn hình cho mọi người tham khảo. Nguồn nguyên liệu gỗ cẩm lai Việt Nam và Campuchia thượng hạng mang tới giá trị tuyệt vời cho cái bộ sản phẩm này. Những đường vân gỗ được lọc chọn vô cùng kỹ lưỡng và vân rất là đẹp luôn cả nhà. Em sẽ quay thật là chi tiết cho mọi người xem ha. Đây. Bộ này thì được làm theo dạng là mặt khung tranh với phần khung bao rất là dày dặn luôn. Đây. Mọi người thấy không? Những cái phần gỗ này được lựa chọn vân rất là kỹ nè, rất là đều. Yếm này là yếm cong, yếm lượng, rất là dày luôn, tầm 3 phân. Và chân này là chân hổ phù nha cả nhà, rất là hùng dũng. Nguồn nguyên liệu gỗ trước khi đưa vào thi công thì đã được bên Sơn Đông kiểm tra, lọc lựa và tẩm sấy vô cùng kỹ lưỡng, đảm bảo là độ bền, độ cứng và độ rắn là phải nói là tuyệt đối, hạn chế được hết tất cả những vấn đề của gỗ như là bị con ngót hay là nứt nẻ trong cái khoảng thời gian mà sau này mình sử dụng ha. Giác thì cũng được lọc rất là kỹ luôn cả nhà. Đây. Hàng này là vân thiệt nha. Đó. Đối với những sản phẩm mà cao cấp như thế này á thì được bên Sơn Đông em cam kết là đúng chất liệu gỗ nha mọi người, không pha tạp nha. Và ngoài ra thì tất cả những sản phẩm đều được bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn. Còn nói về đường nét đục chạm thì cái bộ bàn ghế này được chạm là chạm nghê đỉnh. Những cái đường nét chạm rất là hùng dũng, rất là đẹp luôn cả nhà. Lột tả được hết tất cả những hình ảnh của các linh vật đó, phía trên đây, phía trên cái nền gỗ cẩm lai vô cùng giá trị luôn. Phần lưng tựa là liền tấm, có độ dày lên tới 4 phân, cực kỳ dày dặn và chắc chắn luôn. Và bây giờ thì em sẽ trải nghiệm thực tế sản phẩm để cho mọi người xem ha. Thì đây, em sẽ ngồi vào một cái ghế đơn. Đây. Cái phần khung ngồi á rất là rộng rãi luôn cả nhà. Tay nghê này rất là oai vệ và hùng dũng luôn. Rất là cứng cáp. Và khi mà mình tựa vào á thì tại cái phần lưng này nó được làm cong cho nên rất là thoải mái. Đó, nó không có bị cứng nha. Đó. Đây. Em sẽ ngồi qua bên cái đoạn. Này mọi người thấy không? Kích thước cột 14 rất là to. Một cái đoạn dài mà ta nói rất là khủng khiếp luôn cả nhà. Chân thì là chân cong này, yếm lượng này, với những đường nét hoa văn được đục chạm rất là kỹ lưỡng luôn. Và sản phẩm này thì hiện tại em chỉ có một bộ duy nhất thôi nha cả nhà, với cái mức giá niêm yết là 390 triệu đồng. Và nếu mà mọi người chốt bộ này ngay vào cái dịp lễ 30 tháng 4 thì sẽ được giảm lên tới 60 triệu đồng. Nếu mà mọi người muốn trải nghiệm thực tế sản phẩm thì hãy đến ngay cửa hàng là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là liên hệ vào số hotline 0889 420 949 để em có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.